Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát rồi, Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định, có một bà la môn thuộc dòng họ Hu Quân Ca đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên lời chào hỏi. Sau khi nói lời chào hỏi thân hữu rồi đứng một bên, bà la môn ấy nói với Thế Tôn: Tôn giả Gotama, cho đến như thế nào là bà la môn và những pháp nào tác thành bà la môn? Thế Tôn sau khi biết được ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm ứng này: Bốn vị bà la môn loại trừ các ác pháp, không kiêu, không uế nhiễm, tự ngã, khéo chế ngự, vệ đà được thông đạt, phạm hành được viên thành. Vị bà la môn ấy có thể nói lên được lời phạm ngữ đúng pháp, vì ấy ở đời này không hề có mạn tâm bất cứ ở nơi nào. Năm, như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, là Chetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta, tôn giả Mahamoggallana, tôn giả Mahakassapa, tôn giả Mahakacchayana, tôn giả Mahakothita, tôn giả Mahakappina, tôn giả Mahachunda, tôn giả Anuruddha, tôn giả Revata, tôn giả Devadatta, tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy các tôn giả ấy từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bà la môn này đang đi đến. Này các tỳ kheo, các bà la môn này đang đi đến. Khi được nói vậy, một tỳ kheo thọ sanh bà la môn bạch Thế Tôn: Cho đến như thế nào bạch Thế Tôn bà la môn, và có bao nhiêu pháp tác thành bà la môn? Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, trong ngay lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Năm, sau khi loại ác pháp, ai thường hành chánh niệm, kiết xử đoạn, giác ngộ, những vị ấy ở đời thật là bà la môn. Dạ, Nam Mô Phật Thầy, con vừa đọc xong bài Itikata. Chú mến mời về Tina nhá, Tina. Mến mời Tina lên thỉnh pháp sư. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ nhận lời nhưng chẳng dí hơi, quyết lòng mở đạo dài đời, nhắm vườn lộc giả ngài dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niềm vàng, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giám vẹn toàn, một lòng vui không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cầm, đám mưa lành lưới khắp thế gian. Với những cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Thưa con, xin phép được đọc bài chánh kinh hôm nay. Kinh Tiểu Bộ, Itikata, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 1, Phẩm Bồ Đề, bài 4. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahakassapa trú ở hang Pippali đang bị bệnh rất khổ đau, bệnh trầm trọng. Rồi Tôn giả Mahakassapa sau một thời gian thoát khỏi bệnh ấy, suy nghĩ như sau: Ta hãy đi vào Vương Xá để khất thực. Lúc bấy giờ khoảng 500 thiên nhân đang cố gắng sửa soạn để Tôn giả Mahakassapa nhận được đồ ăn khất thực.
Nhưng tôn giả Mahakassapa gạt bỏ 500 thiên nhân. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói nên lời cảm hứng này. Thứ sáu, ai sống không nhờ người, không được người biết đến, sống tự mình chế ngự, an trú trên lõi cây, các lậu hoặc đã đoạn, sân hận được trừ diệt, vị ấy được ta gọi là vị Bà La Môn. Nam mô Buddhaya, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân đăng đàn thuyết giảng cho bài học ngày hôm nay. Con kính dâng đức đến Ngài. Nam mô Buddhaya. Dạ, cảm ơn cô Tina đọc cho cái bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Trịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Để trước khi giảng bài học hôm nay, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt trước khi giảng. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Á Phí Qua Đề Mỹ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác, Đấng Thiên Nhân Sư Bi Trí Vẹn Toàn. Sakato Phagawata Thammo Thammang Nakmat Sa Mỹ. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhatibano Phagawato Sawakasanko Sankang Nakmat Sa Mỹ. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mở Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Buddhaya. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Cảm ơn cô Rạng Đông. Dạ, mấy cái đường truyền mấy hôm nay nó cũng có bị trục trặc, cũng yếu. Phần chánh kinh chúng ta đã nghe cô Tina đọc phần chánh kinh. Hôm nay chúng ta học phần sáu La Mã. Ở đây nhắc đến một cái câu chuyện của tôn giả Mahakassapa, tức là tôn giả Đại Ca Diếp. Cái tên Ca Diếp này đó cũng rất là nhiều vị, chứ không phải là một vị. Chúng tôi nhớ ở trong kinh có nhắc đến ba cái anh em Ca Diếp, Nadi, Kassapa, vân vân. Tức là có một lần nọ Đức Phật ngài đến cái nơi nọ thờ thần lửa đó, thì có một cái con rắn, mình gọi là Long Vương rắn, nó khà lửa ra. Thì Đức Phật đã tiếp độ ba anh em đó. Mỗi một người, người anh thứ nhất thì có 500 đệ tử, anh thứ kế tiếp đó là có 300 đệ tử, và anh cuối cùng, người cuối cùng là có 200 đệ tử. Thì ba anh em Kassapa đó là riêng. Còn cái ngài Maha Kassapa ở đây là riêng nữa, là một vị nữa. Thì trong cái đoạn kinh này đó, nói đến cái việc mà khi mà Đức Phật ngài ở tại Vương Xá Thành, ở tại chùa Trúc Lâm, thì chùa Trúc Lâm nó nằm ở trong cái phạm vi địa hạt của thành Vương Xá, do Bhumibisara cai trị. Sau này là A Xà Thế, một cái chỗ nuôi dưỡng con sóc, chỗ nuôi dưỡng con sóc.
Thì lúc bấy giờ đó thì Ngài Kassapa, Ngài ở trong hang Bíp Bi Lá. Nói cái hang Bíp Bi Lá đây cũng là cái tên Bíp Phá, Bíp Phá Lý ở đây đó. Thì chúng ta nói một điều đó là Ngài Ngài Kassapa đó thì Ngài là một con của hai vợ chồng ông Bà La Môn, hai vợ chồng Bà La Môn. Và cha của Ngài tên là Kapila và mẹ Ngài tên là Sumana Devi. Thì khi mà sinh Ngài ra đó, thì đặt tên cho Ngài tên là Bipila. Giống như chúng ta nghe Ngài Xá Lợi Phất có cái tên, có một cái tên gọi khác nữa, một cái tên gọi khác nữa. Thì cái tên mà gọi là Bipila ở đây đó thì là cái tên mà lúc mà Ngài Kassapa Ngài chưa có đến để mà vi ngưỡng, để trở thành một vị đệ tử Đức Phật. Thì chúng ta biết rằng là cũng thuận theo cái dòng đời thì Ngài Ca Diếp á, theo trong sớ giải nói là Ngài là tiền kiếp trước của Ngài và người vợ, người vị hôn thê của Ngài đó, vị hôn thê của Ngài đó là trước đây là cõi trời Phạm Thiên sanh xuống. Cho nên là khi mà lớn lên á, thì Ngài không có muốn có gia đình, không có muốn lập gia đình, tức là không có muốn cưới vợ. Mặc dù là cha mẹ là dòng dõi Bà La Môn, là một người giàu có ở nhất vùng, ở trong những cái vùng đó. Nhưng mà rồi đó thì Ngài cũng không muốn có gia đình. Sao? Do cái yêu cầu của cha mẹ là phải buộc phải có gia đình. Thì Ngài mới khoác họa lên một cái hình ảnh. Cái hình ảnh của một người phụ nữ phải nói là rất là đẹp. Thì cha mẹ của Ngài mới cho những cái người gia đình ở trong dòng họ đó, trong gia đình đó, mới đi đầu trên sớm dưới, đi xứ này xứ nọ để tìm cái người phụ nữ phù hợp, phù hợp mà theo cái hình ảnh mà Ngài đã phát họa lên. Thì người ta cứ đi kiếm, đi tìm hoài xứ này qua xứ nọ, qua thời gian thì người ta lại tìm được một cái người phụ nữ mà sau này trở thành một cái vị hôn thê của Ngài Ca Diếp. Thì khi mà đến đó gặp rồi đó thì đem về là báo cáo cho cha mẹ cũng như là Ngài Xá Lợi Phất, mà Ngài Ca Diếp đó, biết là đã tìm được một cái người phụ nữ như cái hình đã phát họa vậy đó. Thì nàng ta đó mới, sau đó thì mới lập gia đình cùng với cái người phụ nữ đó, mà người phụ nữ đó tên là Phát Ta Kabilani. Cái tên này đó thì là một cái người phụ nữ, là người vợ của Ngài. Mà khi mà lập gia đình rồi thì quý vị biết rằng là do rằng trong sớ giải nói rằng là tại sao mà hai vợ chồng mà không có sống gần với nhau được. Hai vợ chồng khi mà kết nghĩa vợ chồng với nhau thì mặc dù lập làm đám cưới sao rồi xong rồi đó, nhưng mà rồi hai vợ chồng thì có một cái điều giao ước với nhau là không có chung chạ, không có đụng chạm với nhau, gọi là nam nữ không có đụng chạm với nhau. Thì cái người vợ cũng vậy và Ngài Ca Diếp cũng vậy. Sau đó thì cha mẹ qua đời, nói ở đây chúng tôi nói ngắn tắt thôi. Cha mẹ qua đời thì Ngài với lại một cái vị hôn thê của Ngài cũng xuất gia thì kheo ni. Mặc dù sống như nhau như vậy, như vợ chồng, nhưng mà rồi không có chung chạ với nhau, không có chung chạ với nhau, và vẫn giữ sống cái đời sống vậy, thích sống vậy. Thì trong sớ giải nói rằng là hai vị này đó là kiếp trước đó,
là ở cõi trời Phạm Thiên tái sanh xuống. Chúng ta biết rằng ngày ở Phạm Thiên thì người ta khi mà sanh về cõi Phạm Thiên là do người ta tu chứng thiền, thiền sắc, thiền vô sắc gì đó, mà ở đây có lẽ là thiền. Thì sanh về đó cho nên tâm của người ta là, lúc mà người ta sinh về cõi đó người ta ly dục, ly dục do sẵn cái thường thân y duyên, tức là cái quen của họ, do cái năng lực của cái người tu chứng thiền đó, sau hết cái kiếp thọ đó, tuổi thọ đó thì tái sanh là làm người, nhưng mà rồi người ta cũng không có mê mê đắm ở trong dục lạc. Cho vì vậy nên hai người này nó tái sanh xuống thì cũng là cũng không mê đắm dục lạc, tức là mặc dù thuận theo cái ý muốn của gia đình là lập gia đình đó, cả hai bên, nhưng mà rồi hai người này không có sống chung chạy với nhau như vợ chồng, mặc dù là danh trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng mà không có sống như vợ chồng. Rồi mãi sau hai cha mẹ qua đời rồi đó thì hai người này xuất gia, một người thì xuất gia tỳ kheo, tỳ kheo, một người xuất gia tỳ kheo ni. Ở đây nói một điều đó là trong cái bài kinh này đó thì nói là ngài Xá Lợi, ngài Ca Diếp, ngài mang một cái chứng bệnh, ngài bệnh rất là nặng. Thì ở đây thì bệnh này có lẽ là bệnh cũng nặng, cho nên là cái cảm thọ về đau đớn về sát thân đó thì nó rất là đau. Chúng ta biết rằng các vị A-la-hán đó, thì dù gì đi nữa thì các ngài cũng có cảm thọ về sắc thân. Cảm thọ về sắc thân ở đây đó là nóng lạnh đối khác, thì các ngài cũng giống như chúng ta, bởi vì các ngài có các cái thần kinh, có các hệ thần kinh, nói theo Di Diệu Pháp là các cái hệ thần kinh đó. Thần kinh tức là thần kinh thân, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thì chuyện đó phải có. Rồi cũng nóng lạnh, rồi cũng đói khát vậy. Các ngài cũng đói giống như chúng ta. Tức là cái cơ thể của con người nó nạp bằng cái đoàn thực. Trong kinh nói rằng bốn cái loại vật thực để mà chúng sanh tồn tại đó, tức là đoàn thực, xúc thực và tư niệm thực. Sabbe satta ahara pitika, tức là Đức Phật ngài nói chúng sanh duy tồn do vật thực là như vậy. Nhưng mà các ngài không có cảm thọ về tâm, tức là ở đây đó là không có tham đắm trong dục lạc, hay là không có sân hận ở trong cái phiền não của mình. Tức là các ngài không có những cái phiền não, không có ngàn phiền não. Bởi vì nói ở đây đó là chính là chỉ cho các cái bậc A-la-hán. Cho nên ở đây nói rằng khi mà ngài bị bệnh như vậy thì cái cảm thọ đau đớn rất là nhiều, đau đớn rất là nhiều. Rồi sau đó thì ngài khỏi bệnh. Khỏi bệnh ở đây đó thì khi mà ngài khỏi bệnh như vậy đó thì những cái vị thiên ở đây nói là 500 vị thiên, khoảng 500 vị thiên. Thì cái con số mà 500 ở đây đó, nhiều lần chúng tôi đã nói đó là con số ước đoán, ước lượng thôi chứ không phải là con số chính xác. Cho nên là thường là dịch 500 chứ cũng không biết là cái số lượng là bao nhiêu. Thì những vị thiên này đó là người ta đã chuẩn bị những cái lễ phẩm, những cái vật phẩm, thực phẩm để mà họ sẽ cúng dường cho ngài Ca Diếp. Chúng ta biết rằng các vị thiên cũng như là ở cõi nhân loại đó thì người ta rất là hoan hỷ việc cúng dường cho ngài Ca Diếp. Chúng tôi nói cái việc này luôn là nãy chúng tôi quên kể là ngài Xá Lợi Phất trước khi xuất gia thì bán hết cái gia sản của, xin lỗi, ngài Ca Diếp trước khi xuất gia đó thì bán hết các cái tài sản do cha mẹ để lại. Chúng ta biết là rất là gia đình rất là giàu có ở trong một cái địa phương đó. Nhưng mà rồi bán hết cái tài sản đó rồi bố thí chẳng bằng hết. Rồi sau đó thì có sắm một cái chiếc y để cúng dường cho Đức Phật. Nhưng mà chính bản thân của ngài đó thì ngài lại là phát nguyện và thực hành cái hạnh đầu đà, tức là mận y phấn tảo.
và nghi phân tảo đó. Chúng ta biết là ở trong những vị đại đệ tử của Đức Phật á, thì Ngài Ca Diếp á, là một cái vị đệ nhất về đầu đà. Đệ nhất về đầu đà. Thì chúng ta ở đây đó thì như chúng ta đọc ở trong kinh thì chúng ta biết đó là Ngài Đức Phật trước khi tịch diệt á, thì Ngài Xá Lợi Phất cũng như là Ngài Mục Kiền Liên đều là tịch diệt trước Đức Thế Tôn trước khoảng 3 tháng. Tức là trước khi Đức Thế Tôn tịch diệt đó, Niết Bàn á, thì Ngài Xá Lợi Phất cũng như là Ngài Mục Kiền Liên tịch diệt trước Đức Phật phản độ khoảng 3 tháng. Còn Ngài Cassapá đó, thì Ngài là đệ nhất về đầu đà. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài tịch diệt thì Ngài vẫn còn ở trên cõi đời này. Ngài vẫn còn ở trên cõi đời này. Thì trở lại, khi mà Ngài Ca Diếp, Ngài đã cúng dường cái y đó, nhưng mà Ngài vẫn là mặc y phấn tảo. Rồi ở đây đó thì các cái vị thiên trong cái đoạn kinh này, cái bài kinh này nói đó, là cái các vị thiên đang chờ để người ta chuẩn bị những cái lễ phẩm, những cái vật phẩm để mà cúng dường Ngài Ca Diếp, để người ta tạo thêm cái phước báo. Và thậm chí những cái người ở trong thành Vương Xá cũng vậy, tức là những người cư sĩ Phật tử đó, người ta cũng rất là hoan hỷ cúng dường các cái thực phẩm cho Ngài Ca Diếp. Nhưng mà rồi đó thì Ngài ở đây là Ngài ở đoạn kinh này nói là Ngài gạt bỏ, Ngài không nhận các cái lễ phẩm của những người đó, mà Ngài chỉ đắp y mang bát để rồi Ngài tiếp cho cái cuộc hành trình, tức là Ngài đi khất thực. Khất thực mà trong kinh nói đó là Ngài đi khất thực thì Ngài lựa những cái gia đình nào mà người ta nghèo, người ta khó khăn thì Ngài sẽ đến gia đình đó, đến gia đình đó. Để cái thứ nhất á, chúng ta thấy là vì trong kinh nói rằng là Ngài Ca Diếp khi mà Ngài A Nan có những điều sau cái cuộc kiết tập tam tạng đó, sau khi mà Đức Thế Tôn Ngài tịch diệt độ khoảng 3 tháng thì cuộc kiết tập tam tạng lần thứ nhất được diễn ra đó, thì lúc đó Ngài A Nan vẫn còn, Ngài A Nan đã nhiều lần đã thưa với Ngài Xá Lợi Phất, ê Ngài Ca Diếp đó, về những cái đề đạt, những cái yêu cầu của những cái người nữ cư sĩ. Nhưng mà rồi thì Ngài Ca Diếp á, Ngài vẫn có một cái không chấp nhận. Không chấp nhận không phải là nếu mà người ta nhìn Ngài á, thì nếu như một người bình thường á, một người phàm phu thì nghĩ Ngài là cái người khó khăn, gút mắt khó khăn. Mình nói trong cái từ mà nghe rất là dễ hiểu là gút mắt khó khăn. Nhưng mà mình hiểu trong một cách nào đó thì Ngài là một cái vị mà giống như là một vị đại đệ tử của Đức Phật, đệ nhất về hạnh đầu đà đó, cho nên Ngài có vẻ rất là nghiêm khắc. Ngài rất rất có vẻ là Ngài rất là nghiêm khắc. Và như chúng tôi đã nói đó là Ngài chỉ đi khất thực ở những cái gia đình nào mà nghèo khó, để chi? Để người ta, những cái người đó đó, họ có dịp để họ sẽ cúng dường, họ sẽ được gieo duyên ở đối với Ngài, thì họ sẽ được nhiều cái phước báo, rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta thấy Ngài hạnh đầu đà đó, nó có thứ nhất đó, là Ngài vừa là thực hành cái hạnh tri túc của một cái vị thánh đệ tử của Đức Phật, đệ nhất về đầu đà. Cái thứ hai nữa đó là vì sao mà có những cái người cư sĩ thỉnh Ngài để mà cúng dường trai tăng này kia đó, Ngài không nhận mà Ngài chỉ đi khất thực không á, thì đó là để là Ngài làm gương cho những cái hàng hậu học sau này. Mà cho nên là khi mà trên góc độ của một cái người, cái góc độ của một cái vị thánh á, thì chúng ta thấy Ngài rất là nghiêm khắc cho chính mình và là làm gương cho những cái hàng hậu học sau này. Đó là như vậy. Thì ở đây đó là để cho, như chúng tôi đã nói đó là Ngài đi khất thực như vậy đó, là để cho những cái người cư sĩ, những cái người cư sĩ khó khăn đó được cái duyên lành cúng dường đến Ngài, để những người đó thoát cái cảnh khó khăn đó,
hay là giúp cho người đó gieo cái duyên lành ở trong Phật pháp. Khi mà người chúng ta biết rằng chúng ta may mắn á, là chúng ta nếu chúng ta sinh vào thời mà có các ngài, cũng như sinh vào thời có Đức Phật, chúng ta được đảnh lễ, chúng ta được cúng dường, thì cái phước báo chúng ta rất là lớn. Phước báo chúng ta rất là lớn. Và vì vậy cho nên là ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp, ngài vẫn thực hành cái đời sống phạm hạnh của ngài là mặc y phấn tảo. Nhắc đến việc này đó là chúng tôi nói luôn, y phấn tảo là y mà chúng ta phiên âm ra thôi. Ở bên Bắc truyền thì người ta gọi là y phấn tảo, nhưng mà nó từ cái chữ Bali gọi là băng sikula, băng sikula tức là cái giải mà nó quấn thây ma, giải quấn thây ma. Chúng ta biết rằng người cư sĩ những như ngài Ca Diếp thì người ta cũng có cúng dường cho ngài những cái bộ y rất là giải, rất là tốt. Chúng ta nói dùng kasi đó, dùng kasi là cái dùng mà dệt giải rất là tốt, dệt giải rất là tốt. Mà dĩ nhiên là Ấn Độ mà ngày xưa người ta nói là cái con đường tơ lụa từ Trung Quốc mà đi sang Ấn Độ đó là có cái con đường tơ lụa. Thì ngày xưa những cái người thương buôn từ ở Trung Đông cho đến Ấn Độ rồi qua Trung Quốc đó, thì chúng ta biết rằng người ta vận chuyển lụa là giải dốc đó, rất là nhiều. Thì ở đây chúng tôi nói là mặc dù là ngày Ca Diếp đó, trước khi xuất gia, ngày xuất gia đó là ngày cúng dường cho Đức Phật cái bộ y tốt như vậy, nhưng mà ngài vẫn là mặc y phấn tảo đó. Thì đây là cái hạnh nguyện của ngài, cái hạnh nguyện của ngài. Mà y phấn tảo ở đây đó là cái y mà ta biết rằng ngày xưa người Ấn Độ họ có cái mấy cái cách tán. Địa tán là chúng ta người Việt Nam hoặc là người Trung Quốc hoặc là số quốc gia, chúng ta có cái hình thức địa tán, chứ hầu như là cái người Ấn Độ người xưa người ta có cái cách là lâm tán, rồi thủy tán hoặc là quả tán thôi. Lâm tán là người ta khiêng cái tấm rửa rồi họ quấn cái vải chết. Hôm nào chúng tôi nhớ hồi cả gần 10 năm trước đó, thì chúng tôi có lần đi qua Ấn Độ rồi thấy người ta làm cái đám tang rất là đơn giản. Tại vì người Ấn Độ họ quan trọng đó là đời sống tinh thần, đời sống tinh thần. Họ sống họ dựa trên cái triết lý của Ấn Độ giáo, và họ quan tâm đến cái đời sống tinh thần. Cho nên là mình đi qua Ấn Độ mình thấy họ cái gì cũng chậm chạp và từ từ, chứ họ không có phải vội vã đâu. Đời sống của họ là vậy, đời sống họ quan tâm đến cái đời sống tinh thần, triết lý. Nhưng mà khi chết á, thì họ rất là đơn giản, họ không có quan trọng. Cho nên là họ chỉ quấn cái vải rồi đẩy lên chiếc xe rồi đẩy ra ngoài giữa đồng về chất củi mà đốt thôi. Thì chúng tôi nói hồi nãy cái cách lâm tán, tủy tán hoặc là quả tán. Thì lâm tán là người ta chỉ quấn cái vải, tắm rửa sạch sẽ, người ta quấn cái vải trắng đó vô trong cái cơ thể của xác chết, cái thi thể đó, rồi người ta mới khiêng vô trong tha ma mộ địa trong rừng, người ta để đóng. Rồi từ đó cái con kênh quả quả ở bên Ấn Độ thì con kênh rồi con quả nó nhiều lắm, nó nhiều lắm. Cho nên là rồi là những cái con thú rừng này, nó có thể là nó cắn, nó xé cái xác đó ra. Rồi là các vị tỳ kheo đó, thường là đi vô trong rừng đó để mà nhìn cái xác chết đó theo từng cái giai đoạn của thời gian đó, mới bắt đầu chết rồi ương sinh, cho nên là ương sinh rồi là nứt nẻ rồi đứt khúc đứt đoạn rồi từng miếng từng mảnh, rồi cuối cùng chỉ còn có là cái miếng khúc xương khô không. Thì từng cái giai đoạn của cái sự biến hoại của cơ thể, sự phân hủy của cơ thể, nó sẽ ra từng giai đoạn, và cái vị tỳ kheo đến đó để tu quán về quán tử thi đó, quán tử thi. Thì cái giải băng sư cô lá đó là cái giải mà quấn thi ma, rồi đó là quấn cái thây chết, rồi chết rồi đó người ta đem về, vị tỳ kheo mới đi vô đó lượm về rồi mới giặt sạch, giặt cho sạch đó, rồi bắt đầu là mới cắt mai rồi nhuộm, rồi mai cho nó đúng, rồi nhuộm y màu quả sắc dẫn như vậy. Rồi vậy thì nó bận, thì ngày Ca Diếp đó là ngày chuyên về cái việc đó,
tức là ngài có cái hạnh nguyện là bận y phấn tảo mà thôi. Chúng tôi nhắc đến cái câu chuyện như vậy. Bây giờ chúng tôi nói đến cái ý nghĩa của câu cái kệ ngôn này. Như vậy thì qua cái câu chuyện đó chúng ta biết được những cái thông tin của ngài Ca Diếp để chúng ta phần nào đó suy tưởng đến những cái công hạnh của ngài, cái đức tính của ngài, để rồi là làm cái bài học cho cái đời sống tu tập của chúng ta. Như chúng tôi đã nói là sở dĩ mà ngài thực hành cái hạnh đầu đà đó, cái thứ nhất đó là ngài để vừa là tri túc cho chính mình và vừa là để có cơ hội để cho những người cư sĩ có dịp để cúng dường, đặc biệt là những gia đình khó khăn nghèo khó được có dịp để cúng dường đến ngài để họ gieo cái phước. Cái thứ hai, ngài làm như vậy, ngài thực hành cái hạnh đầu đà như vậy đó là để làm gương, làm gương cho cái thế hệ hậu học sau này. Đó là như vậy. Bây giờ chúng tôi nói đến cái câu kệ của trong cái bài học hôm nay. Ở đây đó thì Đức Thế Tôn ngài mới nói lên cái ý nghĩa lời cảm hứng này, đó là ai sống không nhờ người, không được người biết đến, sống tự mình chế ngự, an trú trên lỗi cây, các lậu hoặc đã đoạn, sân hận được diệt trừ diệt, vị ấy được ta gọi vị là vị Bà La Môn. Thì ở đây chúng tôi sẽ làm rõ cái ý nghĩa của trong cái ý nghĩa này, cái bài kệ này. Thì trước tiên đó là chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy ở đây đó là ai sống không nhờ người. Nhờ người ở đây đó là chúng ta hiểu đó là không phải là nhờ người cái diễu mà hình thức ở bên ngoài, hình thức bên ngoài. Giống như là Đức Phật ngài dạy ở trong kinh là vị tỳ kheo có bốn pháp nương nhờ. Thì nương nhờ về vật thực, nương nhờ về vật thực y phục gì đó, thì những cái người đàn tính họ hộ độ cho mình, cái chuyện đó là phải nương nhờ. Còn cái việc mà hỏi là không có nương nhờ ở đây đó, hoặc là không có ai biết đến, thì dù là cái vị đó sống ở, chúng ta thấy rằng ngài sống ở cái hang gì, cái hang Bíp Bi Láp không, thì ngài ở cái hang đó, nhưng mà rồi ngài sống cái đời sống độc cư, không ai biết đến ngài. Mặc dù là không nói không ai biết đến ngài thì có nghĩa là ngài cũng chẳng màng tới cái chuyện mà người ta biết đến ngài, chẳng màng cái chuyện mà người ta biết hay không biết. Mà ngài chỉ ở một cái nơi thâm sông cùng cốc, rồi ngài sống không có nương nhờ. Ở đây là nương nhờ chúng ta hiểu là giống như là chúng ta nhớ ở trong kinh Pháp Cú á, có một cái câu Pháp Cú mà Đức Phật ngài dạy, ngài dạy là attahi attano natho ko hi natho barosiya attata hi sudante na la văn đun la ti la đun la văn. Có nghĩa là gì? Chính ta tự nương tựa, nào ai khác cứu tinh, tự mình khéo điều phục, được cứu tinh có được, được cứu tinh khó được. Có nghĩa là ai đó, dù là đấng thần linh Phật hay là cái gì đó, không ai cứu mình được, mà tự mình nương tựa lấy chính mình. Thì ở đây nói cái câu là ai sống không nương nhờ, tức là mình không phải là nương nhờ. Nói tu trong Phật giáo á, là chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là quy y từ ở nội lòng của chúng ta, nội tâm của chúng ta. Rồi chúng ta tu tập á, là chúng ta được an lạc, được giải thoát. Thì cái sự nương nhờ ở đây muốn nói tức là mình không nương nhờ ở nơi bất cứ cái người ở ngoài, ai đó, mà hay là thần linh hay là ai đó, mà chỉ là nương nhờ ở nơi chính mình khi mình đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật, quy Pháp Tăng. Thì bây giờ đó là mình sống tự, mình khéo điều phục cho chính mình. Đó chính là cái tôn ý của Đức Phật ngài dạy vậy. Thì cái vị ngày xưa đó, chúng ta biết rằng những cái vị đệ tử của Đức Phật đó, phần lớn đó thì mình đọc qua kinh điển để rồi mình thấy những cái hạnh lành của các bậc thánh, là thấy cái sở hành của các bậc thánh, rồi thấy cái hành trạng của các bậc thánh.
thì chúng ta mới sanh tâm hoan hỷ để chúng ta bắt chước theo một phần nào đó, tìm được cái sự an lạc. Cũng như là có một vị tỳ kheo mà xuất gia theo Đức Phật vậy đó. Khi mà xuất gia tuổi già như vậy thì vị tỳ kheo này mới hỏi rằng Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con xuất gia nay đã lớn tuổi rồi, con xin thưa với Đức Thế Tôn, trong giáo pháp này có mấy cái phận sự, tức là mấy cái việc làm của một cái người tu đó, cái vị tỳ kheo xuất gia. Thì Phật này mới nói là Kanthathura và Vipassanathura. Đức Phật này trả lời vậy, tức là cái phận sự pháp học và phận sự pháp hành. Khi Đức Phật trả lời vậy thì vị tỳ kheo này mới bạch Đức Thế Tôn, con xuất gia đã cao tuổi, cho nên con thỉnh xin với Đức Thế Tôn cho con thực hành cái phận sự của pháp hành. Tức là cái vị đó xin với Đức Phật là phận sự pháp hành. Đức Phật ngài mới, sau đó thì Đức Phật ngài mới dạy cái vị tỳ kheo này những cái đề mục. Rồi vị tỳ kheo này đi vô trong rừng, rồi đi tìm cái nơi thanh vắng để lo cố tâm để hành đạo. Mà quý vị biết rằng là mấy vị này đó, cái vị đó đó, hay là nói chung là các vị thánh đó, sở dĩ mà các vị đó do chuyên tâm hành đạo đó, rồi các ngài đắc quả đó, là do các ngài cũng pháp độ ba la mật cũng đã vừa dặn đầy đủ rồi. Cho nên là khi mà các ngài hành đạo đó thì các ngài không bao lâu sau thì các ngài chứng đắc. Thì nói như vậy để cho quý vị thấy rằng là mình phải là công phu viên mãn. Ý muốn nói tức là các pháp độ, các cái công đức tu tập của mình á, được đầy đủ, thì bây giờ đó là mình tập thiền tập á, thì chúng ta dễ dàng thanh lọc được cái nội tâm của mình, dễ dàng đoạn trừ được cái phiền não, rồi có thể là chứng đắc cái quả vị thánh nhân rất là dễ. Thì ở đây Đức Phật ngài nói là sống tự mình chế ngự, sống tự mình chế ngự, an trú trên lõi cây, tức là cái cốt lõi, cái cốt lõi. Nói cái điều này để chúng tôi nói xưa với quý vị rằng trong những cái sự thành tựu, trong cái đoạn đường, cái dây, cái đoạn đường tu tập của chúng ta đó, những cái sự thành tựu từ ở cái việc mà danh vọng, địa vị, lợi lộc đó, cho đến cái giới, rồi cho đến cái thiền định, rồi mới đến đạo quả đó. Thì ở đây chúng tôi nói không phải là mình được danh vọng, địa vị, một cái gì đó, thí dụ như ai đó biết đến với mình nhiều, hay rồi ai cúng dường cho mình nhiều, ai hộ độ cho mình nhiều, thì mình nghĩ rằng cái việc đó là việc thành tựu của mình. Thì xin quý vị, Đức Phật ngài nói là ngay cả việc cái người mình tu tập giới á, mà thanh tịnh á, thì nó cũng là một giai đoạn, một công đoạn, một tiến trình của giai đoạn của cái sự tu tập của mình thôi, chứ nó không phải là rốt ráo cứu cánh. Cho nên trong kinh Dụ Lỗi Cây mà thuộc Trung Bộ Kinh á, thì Đức Phật ngài nói rằng những cái người mà thành tựu đó đó, từ cái thành tựu danh vọng địa vị nè, rồi từ cái thành tựu mà giới hạnh nè, rồi thành tựu các cái thiền chứng nè, thì cái đó nó cũng không phải là rốt ráo. Mặc dù để mà chúng ta đi đến cái rốt ráo cứu cánh thì buộc chúng ta phải trải qua những cái đó, trải qua những cái công đoạn đó. Giống như trong kinh Trạm Xe Trung Bộ Kinh á, thì Đức Phật ngài nói rằng từ ở bảy cái trạm xe thất tịnh á, tức là giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, hành lộ tri kiến tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, tri kiến thanh tịnh, bảy cái thanh tịnh á, thì cái giai đoạn mà tu tập của một cái vị hành giả từng bước như vậy. Thì trong kinh Dụ Lỗi Cây cũng vậy, Đức Phật ngài nói rằng mình đừng cho rằng cái gì đó thành tựu của mình trong những cái giai đoạn như vậy đó, thì mình đừng cho rằng những cái đó là cái rốt ráo cứu cánh của mình. Cho nên là mình dừng lại chỗ đó là mình bị thối lùi. Mà trong kinh Dụ Lỗi Cây thì ở đây chúng tôi nói đến cái lỗi cây, thì chúng tôi muốn nói là cái gì là cốt lõi. Cái gì là cốt lõi? Đó là cái tri kiến, cái trí tuệ của một bậc thánh. Mà cái trí tuệ của bậc thánh á, để rồi đoạn tận được cái câu sau mà chúng ta gặp ở đây, đó là các lậu hoặc đã đoạn, sân hận được diệt trừ, vị ấy ta gọi vị ấy được ta gọi là vị Bà La Môn. Thì ở đây đó chúng tôi xin nói, khi mà tâm trí đạo của một bậc thánh sanh khởi lên,
Đặc biệt là chúng tôi nói đến một cái vị thánh tu đầu quần. Thánh tu đầu quần bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp tu tập, bao nhiêu kiếp rồi, hành trì các cái pháp độ ba la mật được đầy đủ rồi. Cho nên là cái vị mà A-la-hán, cái vị mà tu đầu quần á, chúng ta biết rằng cái vị tu đầu quần, cái quả vị tu đầu quần rất là cao. Cao, rất là cao quý. Mặc dù là quý vị biết rằng cái giai đoạn mà để cái trí đạo mà sanh khởi lên á, thì cái vị đó mới có thể đoạn tận được các cái dục lậu phiền não, cái phiền não mà ở đây nói là lậu hoặc đoạn tật. Thì chúng tôi xin nói cái lậu hoặc, cái chữ lậu hoặc này đó là nói đến cái từ gọi là asawak. Asawak, asawak có cái nghĩa là gì? Nếu chúng ta học phần tứ lậu, học phần tứ lậu trong Di Diệu Pháp á, trong cái gọi là bất thiện yếu hiệp á, thì chúng ta sẽ gặp được cái phần tứ lậu. Tứ lậu ở đây là bao gồm có dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Cái chữ lậu là asawak, có nghĩa là rỉ chải hay là nó tươm ướp. Nó tươm ướp. Ở đây là chúng tôi nói là cái gì mà nó có cái khả năng mà nó rỉ chải ra đó, cái đó là được gọi lậu. Ở đây đó là vì sao mà nói rằng lậu? Là xin thưa quý vị, phiền não mà nó tự động gặp cảnh á, khi mà gặp cảnh á, thì tự động nó sanh khởi lên. Tức là giống như là chúng ta thấy cái gì mà nó rỉ chảy, nó tươm ướp ra đó, giống như mật mà chúng ta gói ở trong cái nùi dẻ, cái giải vậy đó, tự động nó tươm ra. Ai ở đây mà lấy cái sáp ong, cái tổ ong mật đó, thì chúng ta bóp nặng ra đó, thì tự động nó chảy ra. Thì cái chữ lậu hoặc á, nó có nghĩa là rỉ chải, nó tươm ướp ra, nó tuôn tràn ra, nó tuôn tràn ra. Thì phiền não của một cái người phàm phu á, khi mà nó gặp cảnh thì điều kiện nó có, thì tự động nó phát sinh ra, nó phát sinh ra, nó phát sinh đó. Thì ở đây nó nghĩa là lậu hoặc, lậu hoặc. Thì lậu hoặc nó gồm bốn cái pháp lậu, bốn pháp lậu. Nói cái điều này đó thì bốn pháp lậu ở đây đó thì bao gồm là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thì trước tiên đó chúng tôi xin nói là bốn cái pháp lậu này. Dạ quý vị có còn nghe không ạ? Alo. Dạ, quý vị nghe lại rồi phải không? À, tại vì chúng tôi thấy cái trong cái màn hình của chúng tôi nó chớp chớp, sợ là mất tín hiệu. Trước tiên đó là chúng tôi xin thưa rằng là pháp dục lậu. Dục lậu ở đây đó là cái sự ham thích ở trong ngũ dục. Ham thích ở trong ngũ dục. Cái trước tiên đó là ham thích trong ngũ dục. Thì chúng ta sanh làm người ở trong cõi dục á, cái cõi của chúng ta là cõi dục mà. Cho nên chúng ta sanh làm cõi nhân loại, cõi người đó là cõi dục. Cho nên cái việc mà chúng ta thấy sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đó là việc bình thường. Chúng ta nghĩ nó là bình thường. Nhưng mà chính tâm mình tham đắm trong sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, nó là sự trói buộc. Nó là sự trói buộc. Như vậy thì ham thích ở trong ngũ dục, tức là sắc, thinh hương, vị xúc, sanh khởi ra. Thì cái dục lậu ở đây đó là chỉ cho cái sự ham thích trong ngũ dục. Cái ý thứ hai, ý nghĩa thứ hai mà chúng tôi muốn nói, tức là sự ham thích, mong muốn có mặt, tái sanh có mặt ở trong cõi dục. Hồi nãy là ham muốn ở trong ngũ dục. Còn bây giờ đó là sự ham thích, ưa muốn tái sanh trong cõi dục. Trong cõi dục. Bởi vì chúng ta thấy là muốn có mắt để thấy, có tai để nghe, có mũi để ngửi, có lưỡi để nếm, có thân để xúc chạm á. Chúng ta thỏa thích đắm nhiễm ở trong đó, thì chính đó là sự trói buộc.
Cho nên chúng ta nói rằng sau khi mà gọi là cái ái nó sanh khởi đó, thì cái sự chấp thủ nó sẽ có mặt, bởi nó là sự cường thịnh của ái. Mà ở đây lại gọi là dục ái, mà do nó sanh khởi và nương gá ở trong dục, tức là cái chính cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc làm cho tâm của chúng sanh đắm nhiễm ở trong đó, mà phiền não nó sanh khởi. Cho nên là mình, thứ nhất là mình ưa thích, thỏa mãn, thỏa thích ở trong ngũ dục, ngũ dục. Cái thứ hai là mình ham muốn tái sanh ở trong cõi dục, để mà mình có mặt ở trong cõi dục, để hưởng thụ ở trong cảnh dục. Vậy đó là cái dục lậu. Thì nói điều này đó là một trong những cái pháp mà từ đó nó sanh khởi. Bởi vì quý vị biết rằng ái thì nó sẽ là sinh ra cái chấp thủ liên quan đến cái dục thủ, liên quan đến cái dục thủ. Cái thứ hai mà chúng tôi muốn nói, tức là cái lậu hoặc thứ hai nữa muốn nói ở đây đó, tức là cái hữu lậu. Ở đây đó là tham, mà nó là cái ước muốn, tham mà mong muốn là có được cái sự tái sanh. Cho nên là mình thấy một điều đó là khi con người của mình á, vì sao mà mình sợ chết? Mình sợ chết vì mình muốn được sống, cho nên là mình sợ chết. Muốn được sống sợ chết. Cho nên mình để ý mấy cái người già đó, thì họ gần kề gần cái sự chết. Tại sao họ sợ chết? Nói vậy chứ để đối diện với sự chết mà mình không sợ á, cái chuyện đó nó hiếm lắm, nó hiếm có lắm. Cho nên á, cái tâm mà mình không có tu tập á, thì mình dễ dàng bị tán loạn, dễ hoảng sợ đối diện trước cái chết, cái bệnh, cái đau. Thật sự vậy, nếu mà mình không tu. Cho nên cái hữu lậu á, là cái ham muốn để được tái sanh. Ham muốn để được tái sanh. Tái sanh liên quan đến cái chấp ở trong cái thường và đoạn. Cho nên ở đây nói bốn lậu là mình nói chi tiết. Nhưng mà trong kinh nó có nói là ba lậu. Vì sao? Dục lậu, hữu lậu, không có kiến lậu. Vì cái kiến lậu được sắp cho cái chỗ, được ghép cho chung với là cái hữu lậu luôn rồi. Thì cái hữu lậu là cái ước muốn để được tái sanh. Cho nên là quý vị thấy rằng là những cái vị phạm thiên á, các vị đó là vượt ra khỏi dục, tức là vị đó không có ham tham đắm trong ngũ dục. Nhưng mà các vị đó vẫn ước muốn để được tái sanh ở trong cõi sắc, và mong muốn thỏa mãn ở trong cái hỷ lạc, ở trong thiền, thiền sắc mà họ chứng đắc. Đó là hữu lậu đó. Đó là hữu lậu. Thì nó liên quan đến cái kiến lậu. Cái kiến lậu luôn. Cái kiến lậu là tham mà nó có chấp thường và chấp đoạn ở trong đó. Tức là chấp có và chấp không trong đó. Cái kiến lậu á, là bao gồm cả chấp thường và chấp đoạn. Tức là ai mà chấp rằng cái gì đó, có cái gì đó là linh hồn, là tự ngã, là cái gì đó nó trường cửu, nó lưng lưu, nó diễn tiến từ đời này sang đời khác, không có mất á, thì cái đó là chấp thường. Còn ai quan niệm cho rằng là sau khi mất á, chết á, là hết á, không có tái sanh đời trước đời sau, không có phước báo, không có ân đức gì hết á, không có đời trước đời sau, thì cái đó là chấp đoạn. Thì hai cái chấp này nó cũng đều là kiến chấp hết, sai lầm hết, kiến chấp sai lầm hết. Nhưng mà ở trong kinh có chỗ là gọi là ba cái lậu hoặc đó, thì ở đây đó hữu lậu được kiến lậu được ghép chung với là cái hữu lậu luôn. Mà cái kiến lậu ở đây bao gồm cả sasata đít thí, tức là chấp thường, và chê đá đít thí là chấp đoạn. Cả hai cái quan điểm đó, hai cái quan điểm đó đều là sai lầm, đều là sai lầm. Như vậy thì ở đây đó là khi mà nói đến cái lậu hoặc thứ hai là hữu lậu, là mong muốn được tái sanh ở trong đời sau, đời sau. Rồi kiến lậu thì có thể là chấp thường và chấp đoạn. Dục lậu nó đơn thuần, nó chỉ là cái tham đắm chấp trong cái ngũ dục thôi.
Nhưng mà cái hữu lậu và kiến lậu thì nó tham, nó gắn liền với cái chấp thường và chấp đoạn, và nó hước ước vọng hướng tới đời sống, kiếp sống mai sau. Cho nên chính cái yếu tố đó khiến cho mình phải tái sanh cho đời sau nữa. Cho nên là những vị phạm thiên đó, họ vẫn thỏa thích ham muốn được tái sanh, và họ vẫn thỏa thích quan hỷ hỷ lạc ở trong cái thiền chứng mà họ đang chứng, họ đang có, họ đang có. Như vậy thì cũng là một cái sự trói buộc, cũng là sự trói buộc. Và cái lậu hoặc thứ tư mà rất là quan trọng, đó là vô minh lậu. Vô minh lậu thì thường thường đó là vô minh là khởi đầu của đời sống luân hồi, thấy không? Khởi đầu của đời sống luân hồi. Vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử sầu bi khổ não. Trình sanh tử luân hồi của chúng sanh, bài trước chúng ta đã nói đến thập nhị nhân duyên rồi, bài hôm nay thì chúng ta nói đến tứ lậu. Cái tứ lậu thì cái vô minh lậu ở đây đó là gì? Vô minh tức là cái không biết rõ, không thấy rõ, không biết rõ, không thấy rõ, tức là không có sáng suốt, không có sáng suốt, không thấy rõ, không có sáng suốt. Nó đồng nghĩa với si ở trong căn bất thiện, nhưng mà ở đây là không có sáng suốt, không thấy rõ. Mà trong kinh định nghĩa là vô minh là bất tri tập, bất tri khổ, bất tri diệt, bất tri đạo. Tức là không rõ về bốn sự thật mà bậc thánh giác ngộ, tức là bốn thánh, tứ thánh đế đó, khổ, tập, diệt, đạo, không biết rõ. Chúng ta đó thì có thể là biết bằng trí văn, tức là nhờ học hỏi, nhờ nghe giảng, nhờ xem kinh, chúng ta biết. Nhưng mà chúng ta chưa có cái trí tư, trí tu, tức là tu chứng, tu chứng chưa có. Vì vậy cho nên là đối với bậc thánh mà A-la-hán á, thì các ngài tâm thánh đạo, đặc biệt là tâm tứ đạo sanh khởi lên á, thì các ngài đoạn tận hết tất cả dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Xin thưa quý vị, nói đến kiến lậu hay hữu lậu thì bậc tu đạo quần đã đoạn tận rồi. Dục lậu thì bậc tu đạo quần đã đoạn tận rồi. Hữu lậu á, thì ở đây nói đến cái vị phạm thiên, vị tam quả. Còn thấy không? Kiến lậu và dục lậu á, thì bậc tu đạo quần đã đoạn rồi. Nhưng mà hữu lậu bậc tam quả cũng còn, thấy không? Nhưng mà đến khi mà bậc tứ quả thì đoạn trừ được hữu lậu và vô minh lậu luôn. Vô minh lậu. Cho nên á, là khi mà tâm tứ đạo sanh khởi lên, thấy rõ ra đây là khổ, đây là nguyên nhân sanh khổ, thì quý vị biết rồi. Cái khổ ở đây đó là cái khổ mà Đức Phật Ngài nói nó liên quan đến với cái thân ngũ quẩn của mình. Hay là trong kinh nói là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Do chấp thủ năm quẩn nên khổ. Cái này đó, cái này nó rất quan trọng. Chấp thủ năm quẩn nè. Liên quan đến dục thủ, kiến thủ, giới căm thủ, ngã chấp thủ. Mà từ đâu thủ? Từ cái ái mà ra. Cho nên ở đây đó là khổ là cái quả, nhưng mà cái nhân sanh khổ đó là tập đế, là tham ái. Bậc thánh thấy rõ vậy. Mà khổ đế đó, thì các ngài đã thấy rõ. Tập đế các ngài cũng thấy rõ, diệt đế các ngài cũng thấy rõ, và đạo đế các ngài cũng thấy rõ. Đạo đế thấy rõ. Mà khổ đế thì các ngài đã biết rõ như vậy rồi, nhưng mà tập đế thì các ngài đoạn trừ được chưa? Bậc A-la-hán mới thật sự là đoạn trừ hoàn toàn cái tập đế, tức là tham ái. Cả dục ái, sắc ái và ái. Hay nói là dục, hữu, kiến. Rồi bậc A-la-hán mới thật sự là đoạn trừ được vô minh. Đoạn trừ được vô minh. Cho nên là thấy được khổ nè, thấy được nguyên nhân sanh khổ nè, là tập đế đó, tức là tham ái. Nó dẫn đến cái khổ sâu. Do cái tham ái cho nên tái sanh từ đời này tới đời khác, luân hồi trong ba cõi sáu đường, cứ
tiếp diễn đời này sang đời khác liên tục vậy. Bậc thánh mới đoạn trừ, đặc biệt là bậc A-la-hán mới đoạn trừ được tứ lậu, tứ lậu đó là hữu lậu và vô minh lậu. Bậc A-la-hán đoạn trừ được thêm cái hai cái pháp lậu nữa, đó là hữu lậu và vô minh lậu. Vô minh lậu. Rồi diệt đế thì các ngài chứng đắc không? Do đoạn trừ, chúng ta biết rằng diệt đế là niết bàn, diệt đế đồng nghĩa là niết bàn, diệt đế nikrotha tức là dập tắt hay đoạn trừ. Mà dập tắt cái gì? Dập tắt phiền não, dập tắt phiền não. Đoạn trừ cái gì? Đoạn trừ phiền não, đoạn trừ sanh tử, cái nhân, cái căn nhân sanh tử luân hồi không có còn nữa. Diệt đế là vậy đó, niết bàn là vậy đó. Niết bàn là một trạng thái đạt được, một trạng thái tu chứng của một bậc thánh. Mặc dù là bậc tu đầu quần thì cũng mới thấy niết bàn ở sơ khởi, rồi bậc nhị quả, rồi bậc tam quả lần lượt lên, cho đến bậc A-la-hán mới thấy niết bàn một cách rốt ráo, thấy niết bàn một cách rốt ráo. Thì cái tâm tứ đạo của một vị A-la-hán sanh khởi lên á, chúng ta thấy diễn tiến trình mà tâm đạo của một vị A-la-hán sanh khởi lên á, thì cái trí đạo ở đây là trí của bậc A-la-hán, trí của bậc A-la-hán. Thì khi mà trí đạo sanh khởi lên mới thấy rõ được cái tứ đế đó. Tứ đế đó nó diễn biến, nó là diễn biến liên quan đến cái thân ngũ quẩn của chính mình, để rồi từ đó đoạn trừ được cái ngã chấp, đoạn trừ được cái gọi là hữu lậu và vô minh lậu đó. Rồi các ngài đã tu chứng chưa? Tu chứng rồi, tức là diệt đế các ngài đã tu chứng rồi. Mà để tu chứng cái đó thì các ngài phải thực hành đạo đế. Thực hành đạo đế tức là thực hành cái con đường bát chánh đạo. Nói ngắn gọn là bát chánh đạo, nhưng mà nói rộng hơn nữa là tức là cái con đường mà phạm hạnh này, tức là chúng ta thấy là con đường đưa đến giác ngộ, tức là giới, định và tuệ. Mà cái vị mà sống đời sống độc cư, đời sống độc cư, thì các vị đó không phải là nói là không tựa ở nước ở bên ngoài, mà nó là không có nương nhờ ở nơi những cái gì từ thần linh cho đến ai đó, không nương tựa đó, mà nương tựa ở nơi chính mình. Mà nãy chúng tôi nhắc cái trích cái câu pháp cú mà chúng tôi đọc đó, chúng tôi nói đó, đó là gì? Chính ta tự nương tựa, nào ai khác cứu tinh, tự méo điều phục được cứu tinh có được. Đức Phật ngày dạy vậy. Cho nên cái vị thánh mà độc cư ở trong rừng đó, nơi tâm sâu cùng cốc đó, thì các ngài không có nương tựa cái gì ở bên ngoài để đưa đến sự giải thoát đâu, mà các ngài tự nương tựa tìm được cái chỗ an trú cốt lõi đó, cái lõi cây đó, thì các ngài mới thật sự là đoạn trừ được các cái pháp lậu hoặc mà chúng tôi đã thưa nãy giờ, đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Cái các ngài thấy bằng cái trí đạo, trí đạo ở đây đó là khổ đế đã biết như vậy, tập đế đã biết như vậy, diệt đế đã biết như vậy, đạo đế đã biết như vậy. Thì ở đây đó là khổ đế các ngài biết như vậy, nhưng mà tập đế thì các ngài đã đoạn trừ chưa? Bậc A La Hán đoạn trừ được cái tập đế, tức là đoạn trừ được cái tham ái, cả dục ái, sắc ái và vô sắc ái, hay dục ái, hữu ái hay là phi hữu ái, tức là nói đến cái tham ái mà nó liên quan đến cái kiến chấp thường và đoạn đó, cái tà kiến thường và đoạn đó, các ngài cũng đoạn tận. Các ngài cũng đoạn trừ được vô minh. Diệt đế thì các ngài đã chứng đắc, tức là chứng đắc thấy niết bàn đó, thấy niết bàn bằng cái tâm trí đạo. Rồi đạo đế thì các ngài đã tu tập, đã thực hành một cách viên mãn. Đạo đế tức là giới định tuệ, hay là đạo đế tức là chỉ cho giới định và tuệ đấy, hay con đường phạm hạnh đấy. Như vậy thì ở đây đó là Đức Phật ngài nói người diệt trừ sân hận. Sự thật ra là quý vị đoạn trừ được tham, đoạn trừ được sân, bậc thánh tam quả đoạn trừ được sân này.
Và bậc thánh A La Hán mới đoạn trừ hoàn toàn các cái tham ái trong cuộc đời này, cả dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Các ngài không có đắm nhiễm ở trong đó. Cho nên các ngài diệt trừ, thì Đức Phật ngài nói là khi một vị mà đoạn trừ được các cái lậu hoặc như vậy, đoạn trừ được sân hận, thì vị ấy Đức Phật ngài gọi là Bà La Môn. Được gọi là Bà La Môn, tức là cái từ Brahmana, Ramaka ở đây tức là chỉ cho một cái danh từ, mà chỉ cho cái cao quý mà chúng ta biết cái từ Bà La Môn ở đây đó là chỉ cho những vị ẩn sĩ theo cái văn hóa của Ấn Độ hay đạo Bà La Môn giáo ngày xưa, người ta gọi là cái vị mà Bà La Môn là như vậy, vị mà thanh cao vậy. Thì Đức Phật ngài cũng sử dụng cái từ Bà La Môn ở đây, nhưng mà ngài định nghĩa cái từ Bà La Môn được chỉ cho một cái bậc A La Hán hay bậc thánh. Bậc thánh thì mình nói chung, bậc A La Hán thì mình nói cụ thể là cái bậc mà đoạn trừ hoàn toàn dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu đó, là như vậy. Thì ở đây ngài muốn nói đến cái sự cao cả, cái sự cao quý của một cái bậc thánh, đặc biệt là bậc A La Hán sau khi đã tận diệt được phiền não. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây đó, là nói đến cái hành trạng của một cái vị bậc thánh ở đây đệ nhất về đầu đà, đó là ngài Kassapa, ngài Ca Diếp. Sau đó chúng tôi nói đến cái kệ ngôn liên quan đến cái việc mà Đức Phật ngài định nghĩa cái từ Bà La Môn ở đây chỉ cho cái bậc đã đoạn trừ được lậu hoặc, đoạn trừ được sân hận, tức là phiền não đó không còn nữa, mới xứng danh được gọi là vị Bà La Môn. Bây giờ chúng tôi xin được dứt lời, thấy cũng đã hết giờ rồi, chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an quyến quá. Và xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, tu nữ, Phật tử chúng ta được an lạc trong đời sống phạm hạnh. Chúng tôi xin được dứt lời. Nam mô Bụt Thầy Già. Sa thu lần thầy già thay mặt đại chúng trong rung. Và con xin được thành kính tri ân thượng tọa Pháp Tân đã từ bi hoàn hỷ thuyết giảng. Kinh tế bộ y tế vút ta cá đến hàng Phật tử chúng con để chúng con học hiểu và hành theo chư sự lực lợi ích của sự tiến hóa, chúng con xin được thành kính tri ân thượng tọa Pháp Tân. Và con xin được thay mặt đại chúng cho rung kính cung thỉnh đại đức tuệ đức từ bi hoàn hỷ chúc phúc cho rung sau.